bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Thì tôi hôm nay quyết định sẽ đi ra công viên kiếm cái gì đó chơi mới được, chán quá à mấy bạn ơi. Trời ơi, hôm nay là một ngày đẹp trời nắng ơi ôi. Nếu thật sự thì hãy xuất hiện. Ca 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 ca. Gì kỳ vậy chuyện? Ấy, hello. Ui, hồi sáng. Sáng tôi mới nhặt được một cái cuốn sách nè, cuốn chuyện cổ tích gì nè. Tao đang định đọc thử có chuyện cái chuyện gì hay không, đang ngồi chán quá nè. Tôi thấy hình như cái bìa của nó sai sai thì sao á, ông để yên coi. Để tôi tháo cái bìa nó ra rồi. Ừ, cái gì đâu? Ca ca cái gì vậy? Đỏ đến từ cửa sổ ông khùng ơi ha. Ôi, sao tôi biết rồi? Rồi ai chơi khốn nạn mất dạy bây vậy. Trời ơi là trời, sao không lại để chết cái chuyện này rồi đâu vậy? Ôi ôi hả, chết rồi chết rồi chết rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Ông có thấy dòng chữ gì không? Ơi đấy rồi, hình như là tôi lỡ kích hoạt nó thiệt rồi. Jimmy ơi, ôi là trời, chết thì có gì ha. Ôi bây giờ phải tính làm sao đi nè. Ôi, chúng ta phải tìm cách đi giải lời nguyền của tôi cái chuyến này đi chứ, kiểu này thấy không ổn đâu. Đi mày giờ phải nhà tôi nhanh chóng lên, đi theo tôi nè. Đúng rồi, bị cái lời nguyền nè, mày đi ngoài đường dễ nguy hiểm lắm. Vô đóng cửa lại, đóng cửa lại. Cả mắt đỏ bên ngoài cửa sổ, chết rồi, tôi chơi ngu rồi. Bây giờ theo kinh nghiệm của tôi á thì tôi biết á là bây giờ chúng ta sẽ tìm ba manh mối kèm với quyển sách đem đi đốt là sẽ được. Biết rồi, mỗi lần mà bà phá án mấy cái vụ mà bên ngoài cửa sổ đều có tôi đi theo mà bà nội. Bây giờ á làm sao để tìm ba cái thứ món đồ của nó á xong rồi mình đem đi đốt? Bây giờ tìm xung quanh nhà tôi coi có gì không nè. Ok, tôi sẽ tìm dưới nhà vệ sinh cho. Không có gì hết. Mấy bạn ơi, chết rồi. Ở dưới tôi cũng không có gì hết á. Hình như trong nhà bà không có gì hết rồi. Không có hả? Vậy bây giờ nó nằm ở đâu mới được ta? Cứu Hổ, hổ gì vậy? Cứu vơi hổ, hổ, hổ. Mở cửa. Vào đây. Vô lại. Ủa gì vậy? Lấy cái gì chặn lại, nhanh lên. Cái gì chặn rồi? Ừ ha, có đồ chặn ở đây đây. Từ, chặn mấy cái đồ ở cửa sổ lại. Nè, phụ đây. Ê, cẩn thận. Bao nhiêu cửa sổ là chặn hết lùm liền đi. Trời ơi, mấy cái chỗ tôi làm rồi, qua chỗ khác đi. Ok, tôi đói quá. Trời ơi, nhanh lên. Ủa, bộ nó xuất hiện hay gì vậy mày? Trời ơi, cái con mắt đỏ nó dí tao chạy khắp làng luôn. Trời ơi. Thẳng thẳng như vậy, lẹ. Từ đâu ra cái con đó vậy? Ở cái lỗ này trời sao vậy? Cãi đấy vậy là được rồi, nó không chui vừa đâu. Nhà tôi nhiều cửa sổ quá vậy trời. Trời ơi, nhà gì đâu mà nhiều cửa sổ như vậy, chẻ hết cửa sổ lại tôi hủ ơi. Em đang chặn đây nè, trời ơi. Chết rồi, cái này á, vấn đề ở đâu có ca mắt đỏ xuất hiện á. Thật ra mày thấy tự nhiên trời đang sáng đi hành chờ tối liền không? Đúng rồi đó, tao đang tính đi mua. Với lại, rồi. Hồi nãy mày có thấy được cái dòng chữ mà gì ca mắt đỏ đang đến không? Thấy, có thấy trời ơi. Đó là nhờ tao đã lỡ phạm sai lầm khi đọc cái quyển sách này lên nè. Mày báo ai? Trời ơi, ban đầu nó có tờ giấy dán lên giống vậy nè. Sao mà lấy vậy bây giờ? Tờ giấy nó sai sai. Ông đọc ông cũng phải biết nó sai sai chỗ nào chứ trời. Tao cũng có tờ giấy nè, thử đi. Ôi, cái này là manh mối á tàu hủ. Đúng rồi đó. Bây giờ muốn giải được cái lời nguyền, cái này tụi mình đang bị dính lời nguyền bao trùm cả cái làng sinh tố rồi. Nếu mà muốn giải lời nguyền này á, ít nhất là chúng ta phải tìm được 3 cộng long giống cái tờ giấy này nè. Hay 1/3 không, rồi 2/3, 3/3 là 3 cộng long. Xong đem tất cả đem đi đốt là chúng ta sẽ hoàn thành được cái giải lời nguyền. Mày không biết cái gì hết á. Nhanh đi thông báo mọi người trong làng đi, coi chừng mọi người trong làng chúng ta gặp nguy hiểm á. Bình tĩnh. Cái này á bị cái là nếu mà tụi mình đi ra ngoài đường là dễ bị cái ca mắt đỏ tóm lắm á nha. Tại vì nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào luôn. Chết luôn đó con. Vậy giờ làm cách nào đây? Ở trong nhà sao kiếm được mấy cái này? Giờ làm cách nào đó? Bây giờ chúng ta đã có được cái manh mối này rồi đó. Là 2 giờ, bây giờ chúng ta vậy là manh mối chúng ta cần tìm là 3 cộng long á. 3 cộng long, rồi bây giờ chúng ta cần tìm thêm 2 cộng long nữa. Ủa? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Ơi, nấp. Nó tới, trốn đây. Im lặng nha, cẩn thận, nó sẽ đến đó. Sợ quá, hết rồi mọi người, đi rồi. Ôi nhớ nha, khi mỗi lần mà bị đen như vậy á là phải chạy trốn liền nha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đi kiếm được 3 sợi ông đó đi, càng nhanh càng tốt mọi người. Đi, nhanh lên. Chạy qua nhà quy đốt,
qua nhà Huy Đâm đây, qua nhà Huy Đâm đây. Trời ơi là trời ơi, sao tôi chạy tôi bị dướng vậy trời, lấy cái gì chặn lại, lấy cái gì vô đây, vô đây. Mới hết đồ nó đi, mới hết đồ nó lên, chạy lại. Ngay ngoài cửa nè. Trời là tác nghiệp á trời. Nhanh cửa sổ, nhanh cửa sổ lại, nhanh cửa sổ lại. Trời ơi, cái gì vậy trời. Trời ơi, ca ca mắt đỏ rồi trời ơi, lời nguyền. Lời nguyền này nguy hiểm lắm. Đi lại lại, chặn lại đi, chặn lại đi. Nghe lại, che lại hết rồi. Ui, tiếng khóc gì vậy mày? Ủa, ai Iron vậy? Ui, đứa nào vậy? Huy núp kìa. Em ơi, Huy núp. Ui, làm gì ngồi trong này rên la ghê mày? Hồi nãy chơi, hồi nãy có con trai cả mắt đỏ đó, nó chạy xung quanh ghê quá à. Chạy xung quanh luôn hả, ghê vậy? Nó chạy quanh quanh, chúng ta mới nấp đi á. Lời nguyền, ca ca mắt đỏ bên ngoài cửa sổ đang được hiệu nghiệm đó, nãy mày không thấy hả? Nãy nó còn dí tao nữa, Huy ơi, ghê lắm. Ngoài cuốn sách rồi. Trời đúng rồi, đúng rồi nè. Bây giờ đó, quan trọng là phải tìm manh mối nè. Mẹ, đúng rồi, manh mối cái tờ giấy này không? Đúng rồi, manh mối đó là ba cộng lông. Có nhưng mà hồi nãy đưa cho Hai Chi rồi. Trời ơi. Đưa cho nó. Ủa sao đưa Hai Chi? Tại sợ quá xong rồi đưa nó xong rồi chạy đi luôn đó. Trời ơi. Trời ơi, vậy thôi bây giờ vậy mình biết được ở đâu rồi, bây giờ mình tranh thủ mình qua nhà Hai Chi đi. Kiếm Hai Chi, kiếm Hai Chi. Đi đi, chạy sợ gì nè. Đúng rồi, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ. Đi. Giờ sao ra? Con ca ca kia nó đi chưa? Nhưng mà cái gì kìa. Ôi, đây rồi. Ôi, hình như Huy bị bắt rồi. Trời ơi. Huy nó bị bắt rồi. Chính mắt tôi thấy ca ca bắt đỏ vét thằng Huy đi rồi. Trời ơi, thôi bà giữ cái cuốn sách này đi. Trời ơi, giờ sao đây nha? Bây giờ qua nhà Hai Chi lấy cái sợi lông lẻ lẻ đi. Đi tìm Hai Chi đây, chết rồi. Hai Chi ơi, em có nhà không vậy? Hai Chi ơi, vô nhà nó nè mọi người. Hai Chi ơi. Bỏ đèn lên coi. Hai Chi. Em có cộng lông với tờ giấy đưa cho chị đi. Đúng rồi, thằng Huy kêu em đưa, giữ á. Đúng rồi, ôi bây giờ lỡ kích hoạt là quyền ca ca bắt đỏ đến từ cửa sổ này, em nói chị đang cầm không đó là bây giờ trời ơi ba cộng lông lâu chơi ngu một phát. Bây giờ phải kiếm được ba cộng lông để phá vỡ lời nguyện này, nếu không mà con ca ca bắt hết cả đống mình mà chưa giải lời nguyện coi như là cả đám mình chết hết. Đúng rồi đó, bởi vì bây giờ phải giải lời nguyện đi, còn một cộng lông nữa không biết ai đang giữ. Ôi tối rồi, nấp lại tối rồi. Ơi, thả ta ra. Chết rồi. Mọi người ơi, Hai Chi bị bắt rồi. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi, lại em người bị bắt nữa rồi. Trời ơi, chết thiệt rồi. Đi ra ngoài đi, nhà Hai Chi không an toàn rồi, nhà Hai Chi không an toàn đâu. Đi nhanh đi. Trời ơi, giờ này mà còn lắc nữa chứ. Không hiểu luôn á mấy bạn ơi. Chạy đi con ca ca bắt đỏ kia. Ủa, bắt đỏ. Chạy. Làm gì tụi vô. Nhà gì mà nhiều cửa sổ vậy? Mấy cái miếng đâu? Tôi có nè. Mọi người đang chạy chỗ con ca ca mắt đỏ hả? Đúng rồi. Trời ơi, chạy nãy giờ. Mà đi đâu rồi cho nó dí ở ngoài đường với tôi gà, không có trong nhà. Đúng rồi. Thời này bây giờ là phải trốn trong nhà đi, nó đi ra ngoài nó bắt cho. Tôi với thằng sầu riêng tìm thấy được cái tờ giấy lại cái cộng lông, cái tự nhiên chạy ra đi kiếm nhau, cái sầu riêng nó tách ra rồi bây giờ nó rượt tôi rồi à. Trời ơi. Chạy. Nó cái gì? Tờ giấy cộng lông hả? Đúng rồi. Đâu, cho xin cho. Trời ơi. Thì mình bây giờ mình phải đi tìm sầu riêng. Đúng rồi, đi tìm sầu riêng đi. Phải thấy sầu riêng ở đâu vậy tôi à? Nãy nó tách ra ngay giữa làng đó nhưng mà nó chạy đi hướng khác rồi. Trời ơi, sầu riêng bị bắt luôn không? Sầu riêng mà bị bắt là manh mối đứt đoạn đó. Ôi đi lẹ đi, đi lẹ đi, đi lẹ đi, đi lẹ đi. Đi tìm sầu riêng, đi tìm sầu riêng. Tôi ơi. Chết rồi. Đừng đuổi theo. Bây giờ mình đuổi theo là mình bị bắt chung đó. Thà bây giờ mình giải lời nguyền là tụi nó sẽ được quay lại. Trời ơi, cơ hội này đi kiếm sầu riêng đi. Đi. Thì bây giờ biết nó đi chạy nên nó đang đâu nữa. Sầu riêng ở giữa này. Nhanh lên. Chúng ta cắt mấy nhà nó rồi. Mỗi nhà sầu riêng kiếm đi. Chúng ta sắp phá vỡ được lời nguyền đó rồi. Ôi. 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 Chạy đi. Đủ manh mối chưa? Tôi đủ ba cộng lông rồi nè, nhưng mà tờ giấy nữa, còn một tờ giấy đâu? Tờ giấy đây. Đủ hết chưa? Kệ. Đốt. Đi hào đốt lẻ. Thôi đốt nhanh lên. Quăng vô hết đi. Giờ sao nữa?
Ê, từ đó mọi người quay trở lại chứ sao? Ủa nó cháy hết rồi kìa. Cháy hết rồi. Ủa sao trời vẫn còn tối vậy? Hả? Không biết nữa. Ủa sao trời vẫn còn tối vậy ta? Ủa lời quyền giả chưa vậy? Ôi, trời sao? Nó xuất hiện kìa. Súng nè mọi người, súng nè. Tấn công nó. Mày, có chừng chút. Súng nè Jimmy, súng nè. Mày súng đi Jimmy, tấn công nó. Mày bắn nó đi. Điên đấu rồi. Mày nè, chết đi, chết đi. Con quỷ cắn cắn chạy trốn là nó sẽ bắt mình lại, mình phải tấn công nó, tiêu diệt nó. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi ơi, chạy đi đi. Thì ra ơi, cứu tụi tôi. Để tôi. Mày. Nó dài dữ vậy ta? Mày nè. Nó chết rồi. Trời sáng rồi. Có dòng chữ kìa, lời nguyền nó được hóa giải. Ôi. Ê Hai Chi, không đi, tôi riêng. Sao riêng? Quỷ gà đâu, tôi gà nữa. Quỷ với tôi gà đâu? Ui, hình như không biết là tụi nó được thả chưa ta. Ừ, ủa hai đứa em biết tôi gà với quỷ đâu không? Tôi gà nè. Trở lại rồi. Quỷ được hóa giải rồi. Quỷ được hóa giải rồi. Trở lại luôn. Dạ được rồi, hóa đi về. Trời ơi, mấy bạn ơi, mà video của mình đến đây rồi. Các bạn nếu thích video thì đừng quên like.